Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và sau đây là những giây phút lãng mạn, pha một chút xíu, lắng động. Hãy cùng chào đón phần biểu diễn của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến quý vị nhé. Để lấy được đạo cụ, mình phải hoàn thành hai nhiệm vụ là cái cơ bụng rất là đau và rất là khó chịu, giống như là sắp đẻ vậy. Chân mình bắt đầu là nó muốn sụm xuống. Mình phải giữ hai ly nước không bị đổ, chạy lên bậc thang. Mình cứ đâm đầu chạy, mình đã thất bại. Đến lần thứ ba thì trên tay khi nào cũng phải gồng cứng như thế này để cho khỏi bị đổ nước ra ngoài, thì mình đã đổ đầy được. Nhận được đạo cụ của mình, đó chính là cây dù. Cầm cái đạo cụ trên tay làm cho bài nhảy mình nó đẹp hơn. Nhưng mà vừa bưng bê, vừa làm động tác, vừa phải cầm cây dù rất là khó đối với Khánh. Mình cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để diễn bài nhảy của mình thật tốt. Thôi có em anh chưa từng xa. Lại ngoài bên vắng hỡi em về đâu, cho đời mình luôn nhớ nhau. Em dần sang mãi ngày đi buồn không nói dù một câu. Lòng anh thiếu em từ lúc vắng em. Hay khi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa vắng nhau. Amazing. Ngọc Khánh và Huỳnh Mến thưa quý vị. Quá xuất sắc. Một bài jazz rất là hoang dại. Các bạn biểu diễn cũng thế. Và nếu như quý vị dự đoán là tiết mục được giám khảo lựa chọn xuất sắc nhất tuần, hãy soạn BN khoảng cách 06 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Mời anh Đàm. Anh ấy phóng lên bàn ngồi luôn, không còn nói gì được nữa, mời anh. Cái cảm xúc này của anh với Lan Khuê giống nhau nhiều. Em vỗ tay, em đứng lên đúng cái điểm mà anh cũng rất là sung sướng luôn. Kiểu như là cuối cùng cũng có cái gì đó để mà mình bật dậy. Một sự trở lại ngoạn mục. Đối với tôi thì Huỳnh Mến một người rất là giỏi về cái thể loại này. Cái cách mà trao cái dù cho nhau, trời ơi, sao mà có thể nghệ thuật như vậy trời. Mà xài tới 3 lần cũng thấy 3 lần đều đã như nhau, không hề thấy nhàm chán. Rồi cái cách mà em bay lên người của Khánh, rồi những động tác mà đồng đều. Tôi đang nghĩ là các bạn đang diễn Broadway trên một nền nhạc jazz. Nó rất là dân chơi, nó rất là the perform. Anh Hưng dùng cái từ mà dân chơi đúng với cái cách bạn cầm cái dù bạn quăng cho bạn diễn của mình rất dứt khoát. Cái bài này biên đạo thì tốt thì không cần phải nói rồi, chị dành lời khen cho Huỳnh Mến. Mà cái mà chị rất là phấn khích với là Ngọc Khánh đó chính là nếu mà Ngọc Khánh không bắt đúng nhịp nè, không đúng, bê đỡ đúng nè, thì chắc chắn Huỳnh Mến sẽ không thể nào có thể thi triển được những cái động tác. Bởi vì những cái động tác đó của Mến phụ thuộc rất nhiều vào bạn Nam bắt đúng nhịp lắm. Mà quan trọng là gentleman, rất là gentleman. Rồi cái lúc mà em búng chân rất là jazz. Anh Huy ha, búng tay chị thích lắm luôn á. Thế nào giờ? Thế nào? Thế nào? Tôi thích ra hay kẻo khác ra. Tôi thích quá. Tôi thích quá. Tôi thích quá. Khuê làm đi, Khuê làm đi. Trời giỡn thôi chứ. Mẹ Harry ngồi sau lưng kìa. Anh à, việc chúng ta
tìm ra vẻ đẹp của một người phụ nữ không liên quan gì đến chuyện gia đình cả nè. Đẹp là nhìn ngắm được rồi, còn kêu người ta cởi áo làm cái gì? Em sợ cô ấy không đủ biểu đạt cảm xúc. Người ta hoa hậu có biểu đạt cái kiểu khác. Xin mời hỏi giám khảo Xuân Huy Trần. Vâng, giám khảo Xuân Huy Trần, anh nghĩ sao về tiết mục vừa rồi ạ? Thấy tiết mục vừa rồi ổn không cho anh? Không phải đặt câu hỏi mà mang tính chất định hướng như vậy. Ổn hay không? Không phải đặt như vậy. Mà tiết mục vừa rồi có xuất sắc hay không? Ok, dạ. John, tiết mục vừa rồi có xuất chúng hay không? Xuất sắc hay không? Có và không có. Điều em không có làm trong cái bài đầu tiên, em làm được trong cái bài này. Cái phần hỗ trợ và bắt mến, lúc mến, nhảy và làm mấy cái bưng bê, em làm rất là tốt. Nguyên cái bài là sạch sẽ, nhưng càng sâu càng khó. Anh muốn nhìn em, nhìn thấy em nhiều hơn nữa, làm mấy cái động tác nổi bật hơn nữa. Mấy cái động tác chị Mến đang xếp cho em nó vừa phải, nhưng mà anh muốn em cho chị Mến thử thách em nhiều hơn nữa. Không phải chị Mến đang giấu mấy cái hạn chế. Hạn chế của mình, đúng rồi. Bài này tốt, nhưng anh muốn em tốt hơn. Anh muốn thấy một cái gì khác biệt. Cảm ơn John. Tôi đồng cảm với John, nhưng mà tôi phải binh vực cho thí sinh tôi một tí. Trước tiên, đây là tuần đầu tiên chúng ta áp dụng hai bài nhảy cho một cái người có trọng lượng không có bình thường như những bạn khác. Cái thứ hai, tôi vẫn nhớ một câu nói của chính cái người giám khảo ngồi kế John là ông Đàm Vĩnh Hưng. Là một ngôi sao, một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, đôi khi không nhất thiết cứ luôn luôn phải làm giỏi cái mình làm giỏi, mà phải biết giấu đi những gì mình làm dở một cách tốt nhất. Thật ra thì này, tôi nghĩ rằng là các bạn phải để dành chiêu cho chung kết đấy, để còn có cái mà phát triển. Mà em phải làm cái gì để đến chung kết? Em có hứa với anh John gì không? Những cái gì mến ra, những cái khó hơn em sẽ làm được, chứ không có thể mà bỏ qua. Tóm lại là em nó luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách ạ. Đó, vậy đi, chơi là phải chơi như vậy. Anh John hài lòng chưa? Ok, đó, phải như vậy. Em phải tận dụng điều đó bởi vì em đang có trong tay một trong những vũ công mà chị đánh giá là xuất sắc. Bây giờ là điểm số. Mời cho 8 điểm. Mời Khuê. Thích quá mà sao kỳ vậy? 9 điểm. Anh Đàm. Phụ nữ không tin được nha. Hãy tin những người đàn ông thôi. Chê là sao điểm xấu, khen là điểm cao. 10. Thôi tôi cũng nghĩ vậy. Thăng hoa quá về cảm xúc thì nó phải như thế. Dạ vâng. Điểm trung bình của các bạn sau 2 lần cho điểm của ban giám khảo là 8,7. Và bây giờ chiếc ô này đã phát huy được tác dụng của nó ở bài thứ 2. Nhưng quan trọng là chiếc cân có đưa ra được số ký như bạn mong đợi không? Mời bạn bước lên đó. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng cũ là 88,8 kg, cân nặng mới là 85,2 kg. Bạn giảm được 3,6 kg. Ok. 4.1%. Tổng điểm 12,8. Chúc mừng bạn, điểm số rất cao. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.